Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng làm bài tập số 2 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 103. Đề bài như sau. Một ô tô chạy được quãng đường dài 100 km với lực kéo trung bình là 1.400 N, tiêu thụ hết 10 lít và khoảng 8 kg xăng. Tính hiệu suất của ô tô. Vậy để tính được hiệu suất của ô tô, các em cùng dở lại cho cô công thức tính hiệu suất. Hiệu suất của động cơ nhiệt. H của chúng ta bằng A chia Q, trong đó A là gì nhỉ? Em còn nhớ không? A là công thực hiện được và Q là nhiên lượng tỏa ra của nhiên liệu khi bị đốt cháy hoàn toàn. Được chưa? Vậy thì chúng ta nhắc lại tiếp cho cô cái công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi mà nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. Ở trang 92, đó là Q thì bằng Q lớn thì bằng Q nhỏ nhân M. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi cùng đi tóm tắt đề bài. Em hãy đi tóm tắt đề bài, đó là xe ô tô thì chạy được quãng đường dài 100 km. Vậy thì khi này chúng ta tóm tắt này. Chúng ta có S, quãng đường là 100 km. 100 km thì các em phải đổi ra đơn vị là mét. Các em nhân thêm, lấy 100 nhân thêm 1.000 nữa thì khi này sẽ bằng 100.000 mét. Được chưa? S của chúng ta bằng 100.000 mét. Tiếp tục họ cho cái gì nữa nhỉ? Cho lực kéo trung bình là bằng 1.400 N. Vậy thì F của chúng ta, F là bằng 1.400 N. Cho tiêu thụ hết 10 lít xăng và khoảng 8 kg xăng. Vậy thì khi này M của chúng ta là bằng 8 kg. Kg thì đơn vị chuẩn rồi, chúng ta không phải đổi nữa. Và tính hiệu suất của ô tô. Để tính được hiệu suất của ô tô thì chúng ta phải tra lại bảng, xem rằng năng suất tỏa nhiệt của xăng là bằng bao nhiêu. Các em dở lại cho cô trang 91, bảng 26.1, năng suất tỏa nhiệt của xăng là bằng 46 x 10 mũ 6 joule trên kg. Vậy khi này Q nhỏ của chúng ta bằng 46 x 10 mũ 6 joule trên kg. Và đây người ta yêu cầu tính H bằng hỏi chấm. Được chưa? Vậy chúng ta cùng đi giải bài tập này. Trước tiên thì các em phải tính được H thì bằng A chia Q mà. Mà A lại là công thực hiện, công mà ô tô thực hiện được. Vậy chúng ta sẽ tính cho cô công mà ô tô thực hiện được. Công mà ô tô thực hiện được đó là A sẽ bằng F nhân với S. Công A thì bằng F nhân S. F của chúng ta là bằng 1.400 nhân với 100.000. Các em có thể viết luôn là bằng 14 nhân với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 số 0 đằng sau là 14 nhân với 10 mũ 7. Đơn vị là joule. Chưa? Tiếp. Các em tính nhiệt lượng do xăng bị đốt cháy tỏa ra. Xăng đốt cháy tỏa ra. Đó là Q thì bằng Q nhỏ nhân với M. Q nhỏ của chúng ta là bằng 46.000. Có sẽ là bằng 46 nhân với 10 mũ 6 nhân với M của chúng ta là bằng 8. Các em chỉ cần lấy 6 46 nhân với 8 là bằng 300 68 nhân 10 mũ 6 joule. Được chưa? Từ đây các em có thể tính được H là hiệu suất của ô tô. Hiệu suất của ô tô H sẽ bằng A chia cho Q. Và bằng 14 nhân với 10 mũ 7 chia cho
368 nhân với 10 mũ 6 bằng, bạn 0,38 mà nhân với 100 đã là bằng 38%. Vậy hiệu suất của ô tô là bằng 38%. Cô và các em vừa giải xong bài tập số 2 trong sách giáo khoa vật lý 8 trong 103.